Chú ơi, chú đánh giày đi chú. Chú đánh giày đi ạ. Không đánh giày. Chú đánh giúp cháu với, sáng nay cháu chưa được đồng nào. Không đánh. Cô ơi, cô đánh giày đi cô. Cô không đánh đâu con ạ. Cô đánh giúp con với. Thôi cô không đánh đâu, cô đang bận việc, con đi đi nhá. Cháu với, từ sáng nay cháu chưa được ông nào. Thôi rồi, đánh giúp chú đôi giày nhá. Vâng ạ. Thế khoảng bao lâu rồi xong? Nhanh lắm chú ạ, khoảng 5 phút thôi ạ. Mày có đèn không thì bảo đây. Hay là để tao quăng mày xuống hồ nhá. Cái loại á, ta không biết làm ấy, đừng có mà hành nghề. Thứ vô dụng. Ta nghèo, chỉ có nghèo mãi mà thôi. Cái loại vô dụng như mày chỉ có ăn hại cho xã hội này thôi. Mà khôn hồn mà đền cái giày cho tao ấy, thì đừng có trách. Cháu không làm sức giày của chú. Chú xem lại xem, đó là vết sức cũ rồi. Cái gì? Giày của tao là giày mới. Chỉ có cái bàn tay bẩn thỉu của mày mới làm sức của tao thôi. Mau mà đền đi. Cô đi anh. Mấy cái thứ xanh con vắt mũi chưa sạch đấy thì không cần phải nói chuyện lằng nhằng làm cái gì. Cứ bắt nó tẩn cho một trận, nôn ra tiền đi thôi. Cháu không làm, cô chú đừng có đổ vạ cho cháu. Im mồm. Mày làm xước giày của tao thì phải đền tiền. Có thế thôi, đừng có lằng nhằng. Thế bây giờ cô chú muốn cháu phải làm cái gì? Phải làm gì? Nãy giờ mày nghe nói như thế mà không hiểu cái gì à? Đã làm hỏng giày phải đền tiền, lôn tiền ra đi. Cháu chỉ sân này thôi. Cái gì này? Hả? Mày biết đôi giày của tao đáng giá bao nhiêu tiền không? Là 15 triệu đấy. Khôn hồn thì đền tiền đi. Không thì đừng có trách tao. Cháu không có số tiền lớn như thế. Đáng ra đã gặp một thứ tham. Nhặt rồi biến đi. Hai người bắt nạt một thằng bé, như vậy có phải quá đáng quá không? Ô kìa, ai đây quen thế nhở? Bạn cũ đây sao? Tao không nhận ra mày luôn đấy Vũ ạ. Trông bộ dạng cái này, chắc là đại ca của thằng nhóc này à? Người yêu cũ của em đấy. Không ngờ sau bao nhiêu năm, chồng vẫn thế nhở? Em biết mà, cái loại đáng nghèo ấy, thì muôn kiếp vẫn cứ nghèo thôi. Ngày xưa, tôi thấy hối hận vì dính phải cái loại cố rách áo ôm như anh đấy. Đúng là bật cùng sinh đạo tặc, không có việc gì làm nên cho người phá hoại đồ của người khác à? Tôi thật không ngờ sau bao nhiêu năm thì hai người vẫn không bỏ được cái thói thích bắt nạt và coi thường người khác thế.
Ít ra ấy, bọn tôi còn thành đạt. Chứ cái ngữ như anh ấy, hố rách áo ôm đầu đường xó chợ, vô tích sự. Thôi em, giàu thì dễ giấu, chứ nghèo thì khó che lắm. Đã nghèo hèn đấy, đừng có mà tỏ vẻ lên mặt dạy đời người khác. Trước khi muốn đánh giá một người khác ấy, tôi nghĩ hai người nên tìm hiểu kỹ xem họ là ai, rồi mới nên phán xét. Thôi, việc gì tao phải tìm hiểu? Nhìn cái bộ dạng của mày như này chưa đủ à? À, tao phải chụp hình lại mày mới được, để gửi về cho ông bà già tao xem. Là cái thằng mà ngày xưa ông bà già tao suốt ngày khen là chăm ngoan học giỏi, bây giờ như nào? Hay vẫn nghèo hèn không khá lên được? Cậu muốn nói sao cũng được, nhưng đừng có hối hận vì những điều mình đã nói. Mày đang cảnh cáo tao đấy à? Ôi tao lại sợ mày quá cơ. Đã nghèo hèn ấy thì biết thân biết phận đi, đừng có phải lo chuyện bao đồng. Còn mày, mau đền tiền đôi giày cho tao đi, có ông trời cũng không cứu được mày đâu. Đừng có mà để tao nóng mắt. Tôi đã nghe toàn bộ câu chuyện rồi. Bây giờ cậu muốn đền thế nào? Tôi sẽ đền cho cậu. Khá quá nhở. Mày giỏi thì mày đền đi. Cái loại nghèo sơ xác như mày liệu có trả nổi không? Bây giờ còn lá lành đùm lá rách cơ đấy. Thân mình còn lo chưa xong. Đúng như người ta nói, đáng nghèo lại còn sĩ, mặc mệt. Mày muốn chịu trận cho đó đúng không? Thế thì tao sẽ cho mày toàn nguyện 10 năm củ đấy. Có giỏi thì đền đi. À, đôi này đã cũ rồi, vậy mà anh vẫn bắt đền 15 củ sao? Đừng có mở mồm ra nói từ cũ với tao. Đôi giày này mày có làm mặt kiếp cả đời cũng không mua nổi cái đót giày đâu, hiểu chưa? Thôi được, tôi sẽ đền cho cậu một đôi y hệt. Để tao xem, nếu mà không đúng đôi như này ấy, mày đừng có trách tao ác. Đúng rồi, chống mắt lên mà xem, lấy đâu ra mà đền. Alo, cậu mua ngay cho tôi một đôi giày giống như trong ảnh tôi vừa gửi, sẽ mang qua quán cà phê cho tôi nhá. Chắc lại là một thằng cu đánh giày khác đấy mà. Không ngờ mày cũng thu nạp được nhiều đệ tử phết nhở. Sao, giày của tao đâu? Tao không có thời gian với mày đâu nhá. Bây giờ tao phải ký kết hợp đồng với bên Việt Sắc rồi. Thôi, anh phí lời với con người này làm gì? Cái loại này á, làm sao biết được mấy công ty lớn như thế chứ? Vậy ra hai người là đại diện ở bên công ty Long Phụng hả? Đây của chủ tịch đây. Ơ, anh Hà, sao anh lại ở đây? Xin giới thiệu hai người, đây là anh Vũ, chủ tịch của tập đoàn Việt Sắc. Hôm nay chúng tôi đến đây để ký kết hợp đồng. Anh sao lại thế được? Tôi không biết anh là chủ tịch Việt Sắc nhá. Mọi chuyện vừa rồi anh bỏ qua cho tôi nhá. Nếu tôi không phải là chủ tịch thì hai người vẫn sẽ ngang nhiên đi xúc phạm người khác chỉ vì họ ăn mặc bình thường, thậm chí là nhếch nhác sao? Ok Vũ, dù gì mình cũng là bạn mà. Cậu bỏ qua cho tôi lần này nhá. Anh đúng rồi đấy ạ. Thật ra bọn em của nó nói sai, với lại là cũng hơi thiếu suy nghĩ, ăn nói sắc sược. Anh bỏ qua cho bọn em lần này thôi nhé. Nếu như bỏ qua lần này, hai người có chắc lần sau sẽ không tái phạm chứ? Xin lỗi, tôi sẽ không làm việc với những người lấy đồng tiền ra để coi thường người khác. Cậu Hà, cậu gửi ngay cho tôi hợp đồng với công ty Long Phụng. Vâng, sao chưa? Anh Hà, làm sao bây giờ? Cháu xin lỗi vì đã lấy giày của chú. Thay vì cháu chỉ muốn có một món quà để tặng bố cháu, nên cháu mới nảy ra ý định lấy giày của chú. Hôm nay là sinh nhật bố cháu sao? Tặng giày cho bố là phải lấy giày mới, chứ ai lại lấy giày cũ thế? Đồ này vừa với size của chú. Chú nghĩ là bố cháu sẽ đi vừa đấy. Cầm lấy đi, coi như là quà tặng sinh nhật bố.
cảm ơn chú ạ. Không có gì. Nhớ này, lần sau đừng có ăn trộm giày của khách nữa nhé.